Xin chào mọi người à. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái tool mới à. Đó là cái tool vẽ cái pha này à. Thì đây là một cái mô hình kết cấu à. Ở những công trình lớn thì chúng ta thường sẽ vẽ ví dụ như tầng 1 đến tầng 2 hay tầng 3, tầng 4 gì đó là những cái filing riêng của kết cấu, chứ thường chúng ta không có phải gộp chung lại một cái như thế này. Thì nếu mà chúng ta vẽ trực tiếp vô cái dự án luôn thì nó sẽ rất là nặng nếu mà vẽ có pha. Cho nên cái chức năng này nó sẽ chỉ vẽ trong filing thôi, có nghĩa là nó chỉ vẽ, ví dụ như mình có một cái file này, bây giờ mình muốn tạo một cái sử dụng chức năng đó thì chúng ta new project ha. Rồi. Link cái file lúc nãy vào. Rồi. Rồi, thì chúng ta thấy là đây là một cái file link nha các bạn. Bề dày có pha 20 ly đi. Chia có pha cột thành thân cột và đầu cột, nghĩa là nó sẽ chia ra chỗ mà thường thì cột chúng ta sẽ đổ bê tông. Đối với cốt pha truyền thống đóng ván thì chúng ta sẽ đổ bê tông đến cốt dưới đáy dầm đúng không? Thì cái cốt dưới đáy dầm này giống như cây cột đó có ba cái dầm. Cái dầm lớn nhất của nó là 600, 800 chẳng hạn. Ha. Thì nó sẽ lấy cái dầm lớn nhất đó là 800 và trừ thêm một lượng ở đây nữa. Thì bây giờ mình cho nó 50 ly đi. Chia cốt pha từng phần thành cổng đáy. Áp dụng theo dầm với sàn, nghĩa là chúng ta biết là dầm với sàn thì chúng ta sẽ có góc pha đáy và góc pha thành. Thì chúng ta muốn chia riêng ra thì chúng ta nhấp vào đây ha. Chọn pha link kết cấu ha. Sao chép cái giá trị, cái này phục vụ cho chúng ta filter trong schedule ha. Nhưng mà không muốn chép thì bỏ đi, muốn chép thì đánh vào ha. Rồi. Chạy. Sở dĩ cái số cốt pha đã tạo lớn hơn số đối tượng là do chúng ta một cái cột đi, mình có thân cột và đầu cột, một cái dầm và một cái sàn thì chúng ta có đáy sàn và thành sàn, đáy dầm và thành dầm, cho nên cái số lượng cốt pha tạo ra nó sẽ cao hơn so với số đối tượng. Lỗi thì chút nữa nó sẽ hiện trong cái bảng để cho chúng ta biết là cái lỗi gì. Đã sao chép, cái sao chép đó là cái copy cái parameter của cái bên cái dự án bên kia, dự án link sang cái cốt pha tạo thành đó, cho chúng ta thống kê khi mà chúng ta dễ lọc filter này nọ thôi. Lỗi ở đây là đối tượng này có thể bị tạo sai cốt pha, có nghĩa là nó sẽ cái hình học của nó bị lỗi ở một vài nào đó, nó bị dư. Rồi, đóng lại. Chúng ta thấy để mình filter màu thì dễ thấy. Như chúng ta thấy, mình thử tắt cái link đi. Đây. Cong, dầm cong. Ví dụ như ở đây nó sẽ chia ra đáy, đáy với thành,
Đây là thành này, cốc pha thành là 3,34, cốc pha đáy là 1,253. Còn những cái barometer này là nó copy nguyên mẫu từ cái đối tượng mình phải link qua. Thì ở đây thì tiện như ta thống kê thì nó sẽ có cái time mark là để chúng ta thống kê. Cứ pha đầu cột nó có một cái thai riêng chúng ta cho chúng ta thống kê và thân cột riêng với cái dòng móng này thì nó sẽ không có pha phía dưới, nhưng mà tại vì lúc nãy mình vẽ là mình chọn cái tùy chọn kia ha. Cái tùy chọn này nếu mà nếu chúng ta muốn chúng ta phải vẽ một cái file kết cấu riêng là dành cho các cái dầm dầm móng với lại sàn ở sàn hầm để chúng ta không tạo cái file đáy cho nó ha. Một cái file riêng dành cho hầm. Rồi. Chúng ta có thấy cốt pha này là cốt pha của vách này. Nó sẽ lấy đúng luôn, nó sẽ lấy đúng luôn. Đây, chúng ta thấy lỗ mở lưu ý là lỗ mở nó vẫn tính là thành của sàn nhé các bạn. Đây cái những hình dạng này là mình chỉ demo thôi, nhưng như thực tế không có cái vách nào mà nó xéo xéo vậy chứ. Rồi. Thì đương nhiên cái chức năng này quan trọng nhất vẫn là khối lượng thôi. Thì khối lượng như các bạn thấy là nó cái giá trị này là của phong quốc, còn giá trị này nó chẳng qua nó chỉ là nó thấy là nó được tạo từ cái lv, nó tạo tự động, nó copy từ cái đối tượng chủ là cái cột trong file link đó, cái cột này này từ đối tượng chủ nó copy những cái này thôi. Copy mục đích là để mình xem, là mình thống kê, mình filter trong schedule thôi. Cái quan trọng cũng là cái này, diện tích phong quốc. Với những cái vách cong cong ngoài ngoài này thì nó sẽ bị tạo sai. Lúc này chúng ta thấy lỗi á. Thì chúng ta phải nắm hết để chúng ta xử lý. Còn chắc chắn là với những hầu hết là với những cái cấu kiện mà phổ biến như thế này, phổ thông thẳng như thế này thì nó sẽ không có lỗi đâu. Chứ mấy cái mà hay cong cong này nọ thì nó mới dễ bị lỗi lắm. Rồi, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe ha.